Hello chào anh em nhá. Mình làm cái video nhờ anh em test hộ mình cái firmware dành cho cái bộ điều khiển cửa cuốn của mình sắp sửa chế. Nhà mình không dùng cửa cuốn nhưng mà gần đây có nhiều anh em nhắn tin cho mình hỏi mình về cái vấn đề này quá nên là mình cũng cố gắng làm một cái bộ dựa theo những cái mình tìm hiểu trên mạng thôi. À để không có đồ test nên là mình làm cái video nhờ anh em test hộ mình cái firmware này. Cái này thì anh em sẽ chạy trên cái mạch uh, module ESP8266 với 1 mini RAM một nhá. Uh, xin lỗi anh em một tí này bởi cái giọng của mình hôm nay nó không bình thường mình đang bị ốm rồi, các bạn nên là nói rất là khó mình cố gắng sẽ cố gắng nói rõ nhất cho các bạn có thể Đó. thì uh, các bạn hãy đao cái thư mục uh, mình sẽ để link bên dưới phần miêu tả video về nó sẽ có hai cái file một cái file là cửa quân jpg là cái sơ đồ còn một cái file là cửa quân test bin là cái firmware để chạy được cái firmware các bạn mở trình duyệt Chrome lên và kết nối cái ESP8266 các bạn vào. Các bạn vào cái trang web esp.net.mi các bạn connect nó vào. con chọn cổng COM thôi. Thì cái trình duyệt này cái cách flash này nó hoạt động cả trên Mac lẫn trên Win. Mình mình thích dùng cái kiểu này hơn là dùng cái tool. Các bạn có thể dùng tool cũng được. con connect nó vào. mình chọn đúng cái cổng COM mình con connect nó vào. Đấy, sau đó thì chọn tới cái file đấy, Cứ để nguyên như này các bạn chọn select file này đấy, chọn tới cái file cửa quần test bin đấy, sau đó thì chọn uh, program continue đấy, đợi một tí cho nó chặn các bạn nào mà có kinh nghiệm về điện tử thì test hộ mình nhé hoặc là có mới lại có cửa cuốn ấy test hộ mình cái video này dành cho những cái bạn đấy nên là mình sẽ không nói chi tiết cách để đấu lối có như nào đâu bởi vì à, sau khi mà các bạn test ngon lành xong hết rồi mình sẽ làm một cái video hoàn chỉnh để dành cho tất cả mọi người còn cái video này nó chỉ dành cho những người là mà biết về điện, điện tử các thứ về cái nguyên lý hoạt động của cửa cuốn các thứ thôi nên là mình sẽ không nói chi tiết làm cái gì à, tất cả những cái này là mình cũng tìm hiểu trên mạng thôi chứ mình chưa qua thực tế bởi vì là nhà mình không có cửa cuốn mình không có cái đồ để test Đấy, mình sẽ tất cả những cái kiến thức này mình lấy ở trên mạng này thôi và mình làm theo những cái gì mà mình tìm hiểu được thôi nên là nó nó có thể nó sẽ không chính xác và chúng ta cần phải test đó Đấy, chúng ta sẽ đợi nó flash xong đang bị ốm mệt quá các bạn flash xong thì chúng ta sẽ rút cái uh, module sb chúng ta ra Đấy, chúng ta cấp nguồn lại trở lại cho nó sau đó thì các bạn mở điện thoại lên Các bạn vào wifi Các bạn tìm nó sẽ tự phát ra một cái wifi mới Nó tên là HA và cái tên địa chỉ mạng address của cái cục module đun wifi của chúng ta Các bạn chọn vào đây Đợi một tí cho nó kết nối Mình sẽ zoom lại cho nó dễ nhìn nhé sau khi kết nối xong các bạn vào cái trình duyệt và các bạn

của cái mạch của chúng ta thì ở trong này các bạn không cần phải sửa cái gì các bạn để ý cho mình hai cái thông số thôi các bạn còn phải sửa lại đây các bạn nhìn ở trong này nhìn kỹ trong này nó sẽ có một cái có chữ sau cái t45 này thì nó sẽ có một cái là ô hay hoặc hoặc hai cái phẩy ở trên này ô 18 và c 14 ô là gì ô có nghĩa là open còn C là Close thì bây giờ các bạn sẽ cần phải dựa theo cái cửa cuốn của bạn các bạn sẽ mở đồng hồ ra và các bạn đo Open có nghĩa là từ Close tức là cửa cuốn của các bạn đang đóng và các bạn ấn để cho nó mở đến lúc nó mở hết cỡ thì các bạn đếm xem nó là bao nhiêu giây Đấy thì các bạn sẽ sửa cái 18 này thành đúng cái số giây của cái cửa cuốn của các bạn Đấy còn Close có nghĩa là nó đang từ vị trí Open, vị trí mở to nhất thì các bạn ấn một nút điều khiển để cho nó đóng cái cửa lại Đấy, khi nó đóng hết cái cửa hoàn toàn xong thì nó là bao nhiêu giây thì các bạn sửa cho mình cái số 14 thành đúng cái số đấy của các bạn đấy tức là open o có nghĩa là là open còn c có nghĩa là lâu tức là cái thời gian thời gian để nó mở cửa là bao nhiêu giây và thời gian đóng cửa là bao nhiêu giây các bạn sửa cho mình hai cái thông số chỗ o 18 tám c 14 bốn này các bạn sửa hai hai cái đoạn này cho mình đấy, sau đó thì các bạn tiếp theo là các bạn search cái wifi các bạn ấn vào cái nút search wifi ở đây để các bạn search ra cái mạng wifi của các bạn. Ví dụ như ở đây mình search ra cái mạng của mình này. Mình sẽ chọn nó vào. Mình sẽ chọn vào cái mạng wifi đấy. Đây mình sẽ... Đây cái này của mình này. Mình sẽ chọn vào. Khi nào nó chữ nó đen hơn một tí thì có nghĩa là nó đã chọn được cái wifi đấy các bạn. Sau khi mà chọn xong cái mạng wifi ấy, chúng ta sẽ điền cái mật khẩu wifi ở đây. Đây cái viền buộc này. Để các bạn điền cái mật khẩu wifi của các bạn vào. Mình sẽ điền cái mật khẩu wifi của mình vào nhé. đó Đấy, sau khi điền xong cái mật khẩu wifi ở đây thì các bạn sẽ ấn nút xếp ở đây nút xếp ở đây nhé nút xếp xanh xanh ở đây này đó Đấy, đợi một chút để cho nó lưu lại Đấy. Rồi nó hiện chữ ok ở đây có nghĩa là nó đã lưu được rồi này Đấy. lưu rồi nhá thì bây giờ các bạn sẽ kiểm tra xem là nó còn phát đợi một lúc cho cái đèn nó nháy nháy cái các bạn thấy nó xanh không thì bạn vào trong này bạn kiểm tra xem là nó đã còn phát cái wifi còn lại nếu mà nó không phát nữa thì có nghĩa là nó đã kết nối được tới wifi của chúng ta rồi đấy thì bây giờ việc tiếp theo là chúng ta sẽ add cái này vào trong home kit mở cái app home lên các bạn ấn add accessory rồi ấn more Options ở đây thì lập tức là nó sẽ hiện ra một cái rèm này đấy, bạn kích vào đây anyway và các bạn điền cái mã đây chúng ta sẽ điền cái mã là 021 017 đấy continue bây giờ mình sẽ chọn cái phòng để mình để cái thiết bị này thôi ví dụ như mình để cái mình để office này đi bạn thấy là nó chui vào đây rồi đấy, thì chúng ta sẽ À, bây giờ chúng ta có thể điều khiển được cái thiết bị này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu lối các cái chân ở trên này ta sẽ mở cái file cửa cuốn chấm jpg là lên này trong này là cái sơ đồ thì trên cái sơ đồ này các bạn sẽ để ý là những cái chữ màu đỏ và có những cái chữ màu xanh thì với những cái chữ màu đỏ này ấy, là những cái điểm này nó sẽ lối ra những cái rơ này còn những cái màu xanh, chữ màu xanh này thì nó sẽ lối ra những cái lút Cái lút đấy thì nguyên tắc hoạt động của nó sẽ là một cái đầu này và nó sẽ chạm vào cái GLD Có nghĩa là ví dụ như lút lâu này sẽ là cái chân tế này sẽ chạm vào GLD Thì nó sẽ, thì khi đấy nó sẽ kích hoạt cái lút lâu Đấy, còn cái relay thì là nó sẽ là cái relay mà nó sẽ thích ở cái điện áp cao có nghĩa là khi mà chúng ta bật cái lệnh open có nghĩa là khi mà chúng ta ấy, uh, mở cái rèm này ra ấy, kích hoạt một cái lệnh mở cái rèm này ra ấy, thì uh, là cái chân uh, open đấy, chân ví dụ chân D1 này nó sẽ kích hoạt một cái điện thế cao và nó sẽ duy trì cái điện thế này trong 0,5 giây để nó kích cái lút đấy thì chúng ta sẽ uh, lối nó ra một cái relay đấy, và cái stop này cũng sẽ ra một cái uh, module relay với Cloud là một module relay riêng các bạn chú ý là ở cái lút stop này thì các bạn nhớ phải sử dụng cái loại relay mà tiếp điểm nhé Bởi vì cái loại relay này nó sẽ có cái chân nó có cái chân com ấy và một cái chân on và một cái chân lc có nghĩa là khi mà ở điện áp thấp ấy mà cái 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 chân này nó chưa kích ấy thì nó luôn luôn đóng ấy. Bởi vì là nguyên lý hoạt động của một số cửa cuốn mình xem ở trên mạng ấy. Mình tìm hiểu trên mạng thì là cái chân stop là nó luôn luôn đóng có nghĩa là nó đóng cái một cái chân chân con mà nó luôn đóng còn khi mà chúng ta bấm cái nút stop thì nó sẽ nhả nó ra thì cái này là mình sẽ không nói chi tiết đâu. mình cái video dành cho những cái bạn nào đã hiểu về cái nguyên lý hoạt động của của cái cửa cuốn rồi nên là mình sẽ không không nói chi tiết nữa các bạn sẽ dựa vào đây là các bạn nấu nối và test thử cho mình thôi còn những bạn nào mà, mà mà kiểu người dùng bình thường ấy thì các bạn sẽ đợi nhưng các bạn nào mà các bạn dành về kỹ thuật này rồi các bạn test trước rồi nó ok rồi mình sẽ làm một cái video sau này mình sẽ làm một cái video hoàn chỉnh tại vì cái firmware này hiện tại nó vẫn chưa hoàn chỉnh nó chỉ có điều khiển là ấy thôi nó chỉ điều khiển là uh, uh, thể hiện đúng được cái phần trăm của cái cửa và nó hoạt động đúng cách hiện tại mình thấy nó đang hoạt động rất là chuẩn rồi Đấy, còn cái uh, còn một vài tính năng phụ nữa ví dụ như là có vật cản hoặc là tạo những cái nút ảo để stop ngay hoặc là sử dụng với cái son ở ba à, lút ấy thì mình vẫn chưa làm hoàn chỉnh đâu cái phim này là chỉ để, để test thôi. Sau khi mà test ngon lành hết cái này xong, ấy. tức là cái này là cái quan trọng nhất nếu mà test ngon hết thì mình sẽ làm thêm những cái chức năng kia, tức là mình sẽ làm thêm cái à, va chạm, à, tức là cái chức năng mà khi mà chạm vật cả này nó sẽ dừng lại và nó sẽ thông mình có thể sử dụng luôn cả cảm biến có dây cũng như là không có dây thì những cái chức năng mình sẽ bổ sung thêm đó thì các bạn cứ đầu nối theo cái sơ đồ đấy nhé và thông báo kết quả ở trên cái group Facebook cái nhóm mà app home kit để cho mọi người cùng thảo luận để mình có thể hoàn chỉnh được cái firmware đấy nhé Thế thôi Uh, chào các bạn và cảm ơn các bạn đã test hộ mình cái firmware này nhá.